Với mục tiêu số hóa 100% trong nha khoa, Hùng Cường đã áp dụng đồng loạt các công nghệ trong tất cả các khâu khám và sản xuất, ngay từ việc lấy dấu mẫu hàm bằng máy iTero và chuyển thông tin tới phòng lab. Phòng lab có thể xem là linh hồn của phòng nha khoa, đây là nơi tạo nên các bản thiết kế răng và sản xuất phôi răng sứ. Đây cũng là nơi mà các kỹ thuật viên tiếp nhận các thông số từ các bác sĩ và phác thảo lên bản thiết kế răng của bệnh nhân. Tại đây, với các thiết bị công nghệ cao của Hùng Cường, các kỹ thuật có thể dễ dàng thiết kế ra các mẫu răng nhanh chóng chỉ trong vài giờ và chuyển tới bác sĩ để phục vụ cho bệnh nhân. Các vật liệu cao cấp tại Hùng Cường được sản xuất chủ yếu đến từ châu Âu và được tuyển chọn kỹ lưỡng với các thương hiệu nổi tiếng. Sau khi quá trình cắt hoàn thiện, các mẫu sản phẩm sẽ được chuyển tới khu vực công nghệ cao của nha khoa Hùng Cường và hoàn thiện bước cuối cùng. Tại đây chúng ta sẽ thấy mẫu thành phẩm được đưa tới tay khách hàng.